Do hoàn lưu bão số 6 ảnh hưởng gây mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, từ 13 giờ ngày 27 tháng 10 đến 13 giờ ngày 28 tháng 10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đã có mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều khu vực đối mặt với lũ quét sạt lở đất. Địa phương lưu ý giả soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh ứng phó. Cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1 các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, cấp 2 lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế, xã hội. Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý giả soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó. Trưa 28 tháng 10, mưa lũ đã khiến 12.361 ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ngập sâu, 5 thôn bản bị chia cắt và một người tử vong. Tại rốn lũ, huyện Lệ Thủy, các xã vùng giữa như là An Thủy, thị trấn Kiến Giang, Liên Thủy, Lộc Thủy, Phong Thủy đã ngập lụt trên diện rộng. Trong đó có hơn 3.700 hộ chịu cảnh ngập sâu trên 1 mét và 8.600 hộ ngập sâu dưới 1 mét. Trước tình hình mưa lớn gây lũ đột ngột, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy đã khẩn trương chỉ đạo lực lượng công an và quân sự phối hợp với các xã thị trấn để thực hiện phương án di rời dân cư khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập sâu và những vùng hạ lưu hồ chứa có nguy cơ mất an toàn. Cụ thể, các lực lượng đã tổ chức sơ tán 89 hộ gia đình với tổng cộng 333 nhân khẩu tại các xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy và Thái Thủy Đồng thời, người dân ở những vùng thấp trũng cũng đã được chuyển từ nhà thấp sang các ngôi nhà kiên cố cao tầng để đảm bảo an toàn. Vào sáng 28 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Ngọc Hơn, sinh năm 2002, tại xã Thái Thủy. Anh Hơn bị lũ cuốn khi tham gia cứu hộ tại khu vực Hạ Lưu, Đập Thanh Sơn vào chiều ngày 27 tháng 10 Hiện tại, các hồ chứa trong khu vực đã đẩy nước, riêng hồ An Mã đã đạt 95% dung tích thiết kế và hai hồ xã Lam, xã Thái Thủy cùng cây bông xã Kim Thủy đã tràn qua thân đập. Báo cáo mới nhất từ tỉnh Quảng Bình cho biết tính đến trưa nay, toàn tỉnh đã có 17.628 ngôi nhà bị ngập, 44 thôn bản bị chia cắt, 70 điểm trên các tuyến đường như quốc lộ 12A, 9B, 9C, 15, đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường tỉnh lộ bị ngập, trong đó 10 điểm xảy ra sạt lở. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, bão Trà Nghi gây mưa lớn khiến tuyến đường sắt Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị bị trôi đá, sói nền. Nhiều đoàn tàu phải dừng tại ga Đông Hà và Đồng Hới để chờ ra cố đường. Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã phải chuyển tải hành khách để tiếp tục hành trình. Tính đến 9 giờ sáng 28 tháng 10, ngành đường sắt đã phục vụ suất ăn miễn phí và tổ chức chuyển tải an toàn cho 2.432 hành khách. Ngành đường sắt đã phong tỏa đoạn xa lung Tiên An, chuyển tải hành khách giữa ga Đông Hà – Quảng Trị và ga Đồng Hới – Quảng Bình. Đến 10 giờ hôm nay, các công ty đã chuyển tải 2.430 hành khách của 10 chuyến tàu. Ngoài ra, trên tuyến có 9 đoàn tàu hàng phải nằm chờ đường tại các ga. Ga Hà Nội ngừng chạy tàu SE3 khởi hành từ Hà Nội đến Đồng Hới trong ngày 28 tháng 10. Bão Trà Mi và Đà Nẵng thừa thiên Huế lúc 10 giờ hôm qua 27 tháng 10 gây mưa lớn từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Dự báo hôm nay và ngày mai Quảng Trị nói riêng, các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế nói chung còn mưa từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Trong thời gian chờ khắc phục chờ thông tuyến ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chuyển tải hành khách, theo đó tàu xuất phát từ Hà Nội chuyển tải bằng ô tô từ Đồng Hới đến Đông Hà, tiếp tục hành trình bằng tàu từ ga Đông Hà. Tàu xuất phát từ Sài Gòn chuyển tải bằng ô tô từ ga Đông Hà đến ga Đồng Hới, tiếp tục hành trình bằng tàu từ ga Đồng Hới. Theo báo cáo tình hình triển khai thi hành luật đất đai gửi đến Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi luật này có hiệu lực thi hành, một số địa phương triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất có tình trạng chênh lệch rất lớn giữa giá khởi điểm và giá trúng đấu giá tạo dư luận không tốt. Sau khi kiểm tra giả soát, bộ này chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do việc lập công khai quy hoạch các khu vực phát triển nhà ở chưa được thực hiện bài bản, minh bạch, tạo cơ hội để các đối tượng lợi dụng đầu cơ đất đai. Báo cáo nêu rõ, một số các đối tượng tham gia đấu giá đất không thực sự có nhu cầu về đất ở nhà ở. Nhóm này thực hiện với mục đích đầu cơ thao túng giá thông qua việc đẩy giá cao thổi giá. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng nêu trường hợp điển hình như việc tổ chức đấu giá đất tại huyện Thanh Oai, Hoài Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý thấy được thực tế tại huyện Thanh Oai vẫn còn 56 trên 68 thừa đất trúng đấu giá chưa được người trúng đấu giá nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế chiếm khoảng 80% số thửa đất chúng đấu giá. Một nguyên nhân nữa dẫn đến tình trạng tranh lệch giá đất lớn được bộ này chỉ ra là các địa phương thiếu chủ động trong việc tạo quỹ đất để đấu giá dẫn đến nhu cầu đất ở, nhà ở của người dân không được đáp ứng đầy đủ trong thời gian dài. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó, giá thuê được đề xuất từ 45.000 đồng đến 198.000 đồng một mét vuông, tùy theo chiều cao công trình. Theo đó, mức giá thuê thấp nhất từ 48.000 đồng đến 96.000 đồng một mét vuông một tháng cho nhà ở xã hội có chiều cao dưới 10 tầng, mức giá cao nhất từ 99.000 đồng đến 189.000 đồng một mét vuông một tháng cho nhà ở xã hội có chiều cao trên 30 tầng. Mức giá trên chưa bao gồm giá dịch vụ quản lý vận hành, chi phí mua sắm trang thiết bị nội thất, đồ dùng sinh hoạt trong nhà ở xã hội, chi phí mua bảo hiểm cháy nổ, chi phí trông giữ xe, nước sinh hoạt, dịch vụ truyền hình, thù lao cho ban quản trị nhà ở xã hội và chi phí dịch vụ khác. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến cho thuê nhà ở xã hội với mức thuê thấp nhất là 96.000 đồng một mét vuông một tháng, được áp dụng cho nhà ở cao tối đa 5 tầng và không có tầng hầm, cao nhất là 234.000 đồng một mét vuông một tháng cho công trình từ 45 tới 50 tầng với 3 tầng hầm. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đều có sự tăng trưởng, phát triển so với cùng kỳ năm 2023 trong khi đó số người hưởng bảo hiểm xã hội đã bắt đầu giảm. Chỉ tháng đầu năm 2024, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết cho 67.657 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, tăng 3,52% so với cùng kỳ năm 2023. 990.975 người hưởng các chế độ một lần, trong đó số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giảm 0,66% so với cùng kỳ năm 2023. 6,2 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tiếp nhận 719.348 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Được biết, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, luật bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực sẽ bổ sung quy định theo hướng gia tăng quyền lợi, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần theo đó nếu người lao động bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu thay vì nhận bảo hiểm xã hội một lần có cơ hội được thụ hưởng ba quyền lợi thứ nhất là chính sách hỗ trợ về tín dụng cho người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà bị mất việc làm thứ hai là cơ hội được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình ngay từ khi đủ tuổi nghỉ hưu thứ ba là trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng ô tô Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ, trái ngược với sự lên ngôi của những mẫu xe SUV crossover đa dụng, phân khúc xe sedan và xe gầm thấp cỡ nhỏ đang đánh mất dần sức hút và liên tục giảm mạnh doanh số. Cụ thể, trong top 10 ô tô bán chậm nhất quý 3 năm 2024 tại thị trường Việt Nam là sự góp mặt của những cái tên quen thuộc, trong đó các dòng ô tô sedan gầm thấp chiếm tới hơn một nửa danh sách. Hiện các mẫu sedan thường xuyên nằm trong top xe bán chậm trong nhiều năm, nhiều tháng bỗng dưng biến mất. Dĩ nhiên đây không phải là do sự cải thiện về mặt doanh số bán hàng mà do mẫu xe này đã bị ngừng bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 5 năm 2024. Có thể thấy những mẫu ô tô bán ra thấp nhất quý 3 của năm 2024 đang phản ánh khá rõ nét xu hướng chọn xe của người Việt khi xe sedan và gầm thấp chiếm tới hơn nửa. Cục diện này nhiều khả năng sẽ không thay đổi trong thời gian tới khi tâm lý ưa chuộng xe gầm cao đa dụng ngày càng lên cao cùng với đó là sự bổ sung và gia nhập của làn sóng xe gầm cao đa dụng vào thị trường Việt Nam, mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng Việt. Không chỉ ế ẩm ở thị trường ô tô trong nước, tại các thị trường như châu Âu hay Mỹ, các mẫu sedan của nhiều thương hiệu đình đám thế giới như BMW, Audi, Hyundai, Lexus, Toyota đều có tên trong danh sách bán chậm trong nhiều tháng của năm 2024.